Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay Tạ Phong Tần xin giới thiệu đến quý vị một bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Nguyên là nhà văn, nhà nguyên biên kịch, cựu bộ đội, cựu tù chính trị chế độ Cộng sản Việt Nam. Và nay ông đang sống ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dựng rất nhiều phim kịch để ca tụng nhân vật Hồ Chí Minh. Khán giả chỉ nhìn thấy nghệ sĩ trên sân khấu diễn vai Hồ Chí Minh như là một ông tiên lồng lộng đạo đức sáng ngời, nhưng không biết chuyện hậu trường như thế nào. Hôm nay, bài văn của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã lột trần những cái sự thật đằng sau hậu trường sân khấu cho chúng ta biết. Cảm ơn nhà văn đã viết ra những điều rất thật để khai trí cho lớp trẻ chúng tôi. Riêng nhân vật mà nhà văn Nguyễn Quang Lập đề cập trong bài viết này đó là diễn viên kịch Tiến Hợi. Ông đã qua đời ngày mùng 4 Tết năm 2022 sau 6 ngày phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, hưởng dương 63 tuổi. Bài viết này Tạ Phong Tần đã từng được đọc trên mạng Internet cách đây 15 năm về trước, tức là khi diễn viên kịch Tiến Hợi vẫn còn sống và ông không có phản ứng gì, cũng không có phản đối gì đối với bài viết này. Điều đó chứng tỏ là những điều tác giả Nguyễn Quang Lập đã kể về ông Tiến Hợi và chuyện dựng kịch về Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng. Dưới đây là toàn văn bài bút ký. Lâu ngày không đến nhà hát kịch Hà Nội, hôm nay đến chẳng gặp ai, chỉ gặp mỗi Tiến Hợi. Nó hỏi có vở mới không ông? Mình nói không. Nó nói từ ngày tôi đóng vai nhà thơ trong kịch Sám Hối của ông, quay đi quay lại cả chục năm rồi. Bao nhiêu lần ông có vở mới tôi chẳng có vai. Mình nói đùa. Ông kinh doanh Bác Hồ đủ no rồi, cần gì vai khác? Nó bảo, hồi này có ma nào thuê tôi đóng đâu. Mới sực nhớ, sau bộ phim Hà Nội mùa đông năm 1946 của Đặng Nhật Minh, đúng là không ai thuê Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ nữa thật. Chẳng phải nó không còn giống nữa, hay thủ vai kém, mà tự nhiên thế, cả kịch lẫn phim đều vắng bóng nhân vật Bác Hồ. Ngày xưa thì nó nổi như cồn nhờ vai Bác Hồ. Nó trong ngoài giống y chàng Bác Hồ tại đại hội tua. Hóa trang thì Bác Hồ thời nào cũng giống. Nó còn học được giọng Bác, nhiều khi nghe y chang, khiến nhiều người xem rất cảm động. Kịch, phim bất kỳ đoàn nào có vai Bác không thể không mời Tiến Hợi. Rồi các kỳ lễ lạc, phong trào sân khấu hóa rầm rộ. Hễ 30 tháng 4 hay 2 tháng 9 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông. Có khi chỉ nói đôi câu, có khi chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy. Chỉ thế thôi nhưng Tiến Hợi vớ được khẩm tiền. Cả một mùa hè năm 1995, nó chạy xô từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ An, chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh chừng 5 phút cũng kiếm được bạc triệu. Để nguyên hóa trang, bay vào Đà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười rồi phát kẹo, cười, vẫy vẫy, vân vân, nó kiếm gần chục triệu. Vào Sài Gòn, đứng trên khán đài, đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu, bay ra Hà Nội, đến cung văn hóa, nói với các em, non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không? Bà la 2 triệu ngon ơ. Thằng Tùng Cức nói Tiến Hợi có 10 ngày kiếm được cả 50 triệu, buôn thuốc phiện cũng không trúng như thế. Thằng Hợi nói mọi người ơn bác 1, tao ơn bác 100. Trong ngoài thế thôi, tập luyện vất vả lắm. Thằng Hợi chăm nhưng hơi chậm, có cái bệnh mất tập trung hay quên lời. Nhiều khi nấy nó tập vất vả dễ sợ. Mình nhớ hồi mình làm ở nhà hát, dựng vở gì đó của Phú Thăng. Mình có chấp bút biên tập nhưng không nhớ tên vở, chỉ nhớ có vai Bác. Mỗi lần làm thoại lời Bác đến khổ. Thằng Hợi càng khổ hơn. anh Tạo, tức Hoàng Quân Tạo, nhiều lần tru lên đó là thằng Hợi nói chứ không phải bác nói, ngu ơi. Nhiều lần điên lên, anh Tạo quát: bác nói chéo gì nói thế hả? Được cái thằng Hợi không tự ái, nó hết sức lắng nghe mọi người góp ý, sửa đi sửa lại cả trăm lần nó cũng sửa cho kỳ được. Khổ nhất mỗi khi bác xuất hiện, thế nào cũng có đám đông quần chúng, đứng thế nào cho ra vị thế bác, lại không được để bác xa rời quần chúng. Lắm khi thấy thằng Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, anh Tạo quát: bác, mày đứng thế đấy hả? Mọi người cười rủ. Quốc Toàn góp ý cho anh Tạo không được gọi bác Hồ, chỉ gọi tiếng Hợi thôi, tránh phạm úy. Anh Tạo nghe liền, nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buộc miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo còn kêu lên: ôi chà chà, xem cái thằng bác diễn ngu chưa kìa. Nói xong thì giật mình, sợ bằng chết. Đến khi say nghề, quên hết, lại buộc miệng kêu lên: bác Hồ ơi, mày diễn cái đéo gì đấy. Chết cười. Rồi cuối cùng mọi việc cũng êm thấm cả. Tiếng Hợi lại nổi như cồn nhờ vai bác. Một đêm diễn xong, lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay. Nó khom người kính cẩn bắt tay. Hoàng Dũng nói: mày ngu thế. Nó bảo: sao? Hoàng Dũng nói: mày đang vào vai bác, bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh cái có chết không? Đêm sau, nó nghe lời Hoàng Dũng. Lãnh đạo thành phố lên tặng hoa bắt tay, nó diễn vai bác, bắt tay âu yếm lãnh đạo, lại còn vỗ vỗ vai thân thiện kiểu bác cháu. Anh Tạo mắng: mày ngu thế. Nó bảo: sao? Anh Tạo nói: người ta là lãnh đạo, mày là cái đéo gì mà dám vỗ tay người ta. Nó bảo: em đang vào vai bác mà. Anh Tạo nói: vào cái gì, hết kịch là hết bác nghe chưa. Nó ra hậu đài thở dài, nói: Hoàng Dũng bảo một đằng, anh Tạo bảo một đằng, tao biết làm thế nào. Thằng Tùng cứt nói: mày làm bác mà đéo biết còn hỏi tụi tao. Nguyễn Quang Lập. Chấm hết. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.